Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Bất ngờ nguyên nhân cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím mặt. Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã thông tin chính thức về vụ việc giáo viên bị tố đánh bé gái lớp 1 tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở La Pán Tẩn. Theo báo cáo, vào sáng 15 tháng 4, trong tiết ôn tập tại lớp 1C, học sinh LTL quên nhiều kiến thức nên cô giáo Giảng Thị S, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C đã phải hướng dẫn nhiều lần. Do vậy, cô giáo Giảng Thị S đã nóng nảy, mất bình tĩnh, dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu học sinh LTL. Đến ngày 17 tháng 4, phát hiện mắt của em L có quầng thâm, cô giáo đã báo cáo nhà trường. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo nhà trường đã kiểm tra, nắm bắt tình hình sức khỏe. Sau đó, đưa em đi kiểm tra tại trạm y tế xã La Pán Tẩn. Kết quả thăm khám tại đây không rõ nguyên nhân. Đến ngày 18 tháng 4, nhà trường và gia đình đưa em L lên phòng khám tại trung tâm huyện Mù Cang Chải để kiểm tra lại. Kết quả cho thấy em bị dập phần mô mềm trên da đầu, dẫn đến tụ máu chuyển sang mắt, không gây tổn thương hộp sọ. Các y bác sĩ phòng khám đã kê đơn thuốc cho em về uống. Cha mẹ em cũng xin nhà trường cho con về nhà để chăm sóc. Ngày 19 tháng 4, sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã cử đoàn công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tẩn, Công an xã xác minh, làm rõ sự việc. Sau đó, nhà trường cử cán bộ và cô giáo Giảng Thị S cùng gia đình tiếp tục đưa em L thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Trường Đức, thị xã Nghĩa Lộ. Kết quả cho thấy, em L bị phù nề phần mềm vùng trán, không bị chấn thương hộp sọ. Nhà trường và cha mẹ học sinh đã thống nhất để em L điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trường Đức đến khi sức khỏe ổn định, đồng thời bố trí người chăm sóc, chỗ ăn, ở cho phụ huynh của em đến khi ra viện. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Cang Chải, sau khi xảy ra vụ việc, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở La Pán Tẩn đã có quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Giảng Thị S để phục vụ xác minh sự việc và phối hợp với gia đình em L trong việc chăm sóc sức khỏe của em. Ngoài ra, trường yêu cầu giáo viên Giảng Thị S viết bản tường trình, bản kiểm điểm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 02 về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, các tổ chức đoàn, hội cùng vào cuộc phối hợp để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên. Ngành giáo dục phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định liên quan, triển khai hoạt động tư vấn tâm lý học đường, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về đổi mới dạy và học cũng như tư vấn tâm lý học đường, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền đến học sinh, sinh viên. Cô giáo dùng thước kẻ gõ đầu học sinh khiến bị thương vùng đầu. Trước đó ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Chu Thị Linh Trờ để xác minh làm rõ việc đã tác động vật lý, dùng thước kẻ gõ vào đầu, khiến em học sinh lớp 2 bị sưng phần mềm vùng đầu và vùng mắt hai bên. Trước đó khoảng 15 giờ, ngày 9 tháng 4, trong khi làm bài tập ở tiết học thứ 2, môn toán lớp 2, tại điểm trường Nà Nhái, trường tiểu học Vô Ngại, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, cô Chu Thị Linh Trờ hướng dẫn nhưng em PTL không làm được bài, không chú ý, tập trung. Nhắc nhở không được, cô Trờ đã dùng thước kẻ gõ vào đầu nữ học sinh L. Đến cuối buổi học, em L có biểu hiện sưng mắt. Vào 17 giờ 15 phút cùng ngày, gia đình em PTL phát hiện con mình bị sưng mắt và đau ở đầu, đã gọi điện thông báo cho cô giáo. Sau đó cô giáo Trờ đã cùng gia đình đưa em L vào trung tâm y tế huyện Bình Liêu để kiểm tra thăm khám. Đến 17 giờ 35 phút cùng ngày, cô giáo Trờ có báo cáo sự việc trên với nhà trường. Ngay sau đó, khi biết thông tin, trường tiểu học Vô Ngại đã cử cô La Thị Sáu, phó hiệu trưởng, cùng thầy Vi Văn Đạo, giáo viên, vào trung tâm y tế huyện Bình Liêu để thăm em học sinh và động viên gia đình. Sáng 10 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Liêu, ban giám hiệu và giáo viên nhà trường đã tổ chức thăm hỏi sức khỏe em L và trao đổi với bác sĩ trực, tạo điều kiện kiểm tra chăm sóc tốt nhất cho học sinh.
Trưa mùng 10 tháng 4, nữ học sinh này vẫn có biểu hiện sưng hai mắt và đau nhẹ. Nhà trường đã động viên gia đình, chuyển em lên bệnh viện tỉnh để chụp chiếu. Theo kết quả chiếu chụp và thông tin của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thì cháu L không bị tổn thương não, chỉ sưng phần mềm vùng đầu và vùng mắt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu, đồng thời cùng với nhà trường, giáo viên thăm hỏi, chăm sóc học sinh. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu đã ra quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Chu Thị Linh Trờ và tiếp tục làm rõ sự việc để xử lý theo quy định, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện làm rõ trách nhiệm đối với cô giáo Chu Thị Linh Trờ. Ủy ban Nhân dân huyện cũng yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục chấn chỉnh hoạt động dạy và học, tuyệt đối không để xảy ra các hành vi bạo lực học đường gây tác động xấu tới hoạt động giáo dục. Trước đó, trong một diễn biến liên quan đến vụ nữ giáo viên bộ môn âm nhạc trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị học sinh nhốt trong lớp, xúc phạm và ném dép vào người, huyện Sơn Dương đã thông báo kết quả kiểm tra xử lý. Theo đó, tập thể lãnh đạo nhà trường chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách thẩm quyền được giao, chưa nắm chắc tình hình tư tưởng của giáo viên và học sinh trong nhà trường, công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh chưa phát huy hiệu quả tích cực, còn có học sinh vi phạm đạo đức, xúc phạm nhân phẩm, thân thể đối với giáo viên, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục nhà trường và của ngành, không kịp thời báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng để xem xét xử lý, đề nghị tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong tập thể lãnh đạo quản lý nhà trường. Với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng nhà trường, ngày 25 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Huyện Sơn Dương cũng thực hiện điều chuyển ông Nguyễn Duy Sáng nhận nhiệm vụ mới phù hợp, điều động ông Nguyễn Tiến Quyền, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vân Sơn thay ông Sáng. Đối với nữ giáo viên Phan Thị Hát, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trường có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên chưa bảo đảm tính sư phạm. Sự việc xảy ra ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại nhà trường, bản thân có phát ngôn xúc phạm đến học sinh và có hành vi cầm giày đuổi theo và vung tay về phía học sinh. Các video clip được đăng tải trên mạng xã hội. Các hành vi trên đã vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những điều viên chức không được làm đã làm ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến hình ảnh nhà giáo, môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nữ giáo viên này. Đối với các cá nhân khác có liên quan sự việc, được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh hành vi vi phạm chưa đến mức phải xem xét áp dụng hình thức xử lý kỷ luật, trường Trung học cơ sở Văn Phú làm rõ trách nhiệm và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Đối với học sinh, chính quyền huyện Sơn Dương nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm, khiển trách thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm, tạm dừng học ở trường có thời hạn 1 tuần và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh có vi phạm. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.